Sổ sức khỏe điện tử là ứng dụng trên nền tảng thiết bị di động của Bộ Y tế, được xây dựng với mục tiêu thiết lập kênh giao tiếp và tạo điều kiện cho người dân tiếp cận thông tin tiêm chủng, thông tin y tế một cách tiện lợi, nhanh chóng và đơn giản. Để sử dụng app sổ sức khỏe điện tử, quý vị thực hiện theo các bước như sau. 1. Tải và cài đặt ứng dụng sổ sức khỏe điện tử. Bước 1. Vào kho ứng dụng Google Play, CH Play đối với hệ điều hành Android và ứng dụng App Store cho hệ điều hành iOS. Gõ vào ô tìm kiếm từ khóa sổ sức khỏe điện tử và chọn tìm kiếm. Bước 2. Chọn ứng dụng sổ sức khỏe điện tử và nhấn cài đặt để thực hiện cài đặt ứng dụng. 2. Hướng dẫn sử dụng sổ sức khỏe điện tử trong quá trình tiêm COVID-19. 1. Thực hiện đăng ký tài khoản. Bước 1. Mở ứng dụng sổ sức khỏe điện tử. Bước 2. Nhấn vào biểu tượng đăng ký. Bước 3. Nhập thông tin đăng ký bao gồm họ và tên, số điện thoại, mật khẩu. Nhập 2 lần mật khẩu giống nhau để đảm bảo tính xác thực. Bước 4. Nhấn vào biểu tượng tiếp theo để lưu thông tin đăng ký tài khoản. 2. Đăng nhập ứng dụng. Sau khi đăng ký tài khoản thành công, ta thực hiện đăng nhập ứng dụng theo các bước sau. Bước 1. Nhập tài khoản, số điện thoại và mật khẩu vừa đăng ký vào các ô tương ứng trong giao diện đăng nhập như hình. Bước 2. Nhấn vào biểu tượng đăng nhập để vào ứng dụng. 4. Chỉnh sửa thông tin hồ sơ. Chức năng quản lý cá nhân hiển thị các thông tin của người sử dụng như họ và tên, ngày sinh, giới tính, số thẻ bảo hiểm y tế, mối quan hệ, email, số điện thoại, địa chỉ hiện tại, thông tin cơ bản về tình trạng sức khỏe, nhóm máu, tiền sử bệnh lý, thông tin thẻ bảo hiểm y tế cùng các thông tin khác. 5. Kiểm tra mã số sức khỏe cá nhân. Để kiểm tra mã số sức khỏe cá nhân, ta thực hiện các bước sau. Bước 1. Tại giao diện trang chủ, nhấn vào biểu tượng mã số sức khỏe trên màn hình. Bước 2. Màn hình hiển thị ra mã số sức khỏe cá nhân của bạn. Đăng ký tiêm. Sau khi thực hiện kiểm tra và xác nhận các thông tin cá nhân, quý vị thực hiện các thao tác đăng ký tiêm như sau. Tại màn hình trang chủ, chọn chức năng đăng ký tiêm và thực hiện theo các bước sau. Bước 1. Nhập các thông tin đăng ký tiêm và nhấn tiếp tục để chuyển sang giao diện tiền sử tiêm. Bước 2. Tại giao diện tiền sử tiêm, điền các thông tin và lựa chọn tiếp tục để chuyển sang giao diện phiếu đồng ý. Bước 3. Sau khi đọc các thông tin tại giao diện phiếu đồng ý, tích chọn vào ô đồng ý tiêm chủng và nhấn xác nhận để đăng ký tiêm. Màn hình giao diện đăng ký thành công hiển thị. 4. Khai báo y tế. Tại màn hình trang chủ, chọn chức năng khai báo y tế và thực hiện theo các bước sau. Bước 1. Nhập các thông tin trong giao diện màn hình khai báo y tế. Các thông tin nhập phải đảm bảo thông tin đúng đắn và chính xác. Bước 2. Nhấn vào biểu tượng gửi tờ khai để hoàn tất việc khai báo. Lưu ý, ứng dụng cho phép khai báo cho nhiều đối tượng trong cùng một tài khoản. Khi khai báo thành công, sẽ sinh ra mã QR code tương ứng cho từng đối tượng. Người dùng sẽ sử dụng mã này để xác nhận việc khai báo y tế trong trường hợp đến tiêm tại cơ sở tiêm mà không cần phải thực hiện các bước khai báo y tế. Đồng thời, kết quả khai báo y tế cũng được đồng bộ với hệ thống khai báo y tế quốc gia. 5. Cung cấp QR code cá nhân. Tại điểm tiêm, người dùng cung cấp mã QR code cá nhân trên sổ sức khỏe điện tử cho cán bộ y tế để thực hiện truy xuất nhanh thông tin đối tượng. 6. Thực hiện tiêm. Cán bộ y tế sẽ hướng dẫn người dân thực hiện tiêm theo quy trình 4 bước. 7. Xem giấy chứng nhận tiêm chủng. Sau khi tiêm xong, quý vị có thể xem giấy chứng nhận tiêm chủng của mình. Bước 1. Tại màn hình trang chủ, chọn chức năng chứng nhận tiêm chủng. Bước 2. Trên màn hình chứng nhận tiêm chủng, hiển thị mã QR code của người lập tài khoản trên ứng dụng sổ sức khỏe điện tử. Người tiêm một mũi, nếu trong trường hợp quy định đủ liều là 2 mũi, sẽ có màu vàng. Người tiêm đủ mũi tiêm, nếu trong trường hợp quy định đủ liều là 2 mũi, sẽ có màu xanh. Hình QR code đen trên nền màu trắng là chưa thực hiện tiêm. Lưu ý, chứng nhận tiêm chủng mã hóa dưới dạng QR code có thể dùng app sổ sức khỏe điện tử bác sĩ để quét lấy thông tin tiêm chủng, thực hiện luồng tiêm 4 bước trong app bác sĩ khi người đó có kế hoạch tiêm trong ngày.
Bước 3, người dùng lựa chọn một đối tượng đã tiêm chủng phòng COVID-19 để xem chi tiết giấy xác nhận tiêm với các thông tin bao gồm mã QR code, họ và tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, địa chỉ, chi tiết mũi tiêm, tên vaccine, số lô, nơi tiêm, hạn sử dụng, mũi số. Cập nhật phản ứng bất lợi sau tiêm. Bước 1, chọn chức năng phản ứng sau tiêm. Nhập các thông tin trên phiếu khảo sát và lưu. Bước 2, nhấn vào tab danh sách phiếu khảo sát để xem lịch sử khảo sát đã tạo. Ngoài ra, quý vị có thể thực hiện thêm nhiều tính năng khác như xem lại lịch sử hẹn tiêm và thông báo. Chúc quý vị sử dụng app sổ sức khỏe điện tử thành công.